nhá. Và đây đấy, quấy một thùng hải sản ở dưới, dưới này như tôm hơn đấy. Đấy thì tôi toàn lấy rồi, giờ đãi cho các bạn xem nhá. Ok, đây các bạn này, tôm đây, mẹ mày này, sợ rồi. Sao nó chả lớn? Tôm này lớn nào được? Ui rồi các bạn ơi, mày bánh đẫy, tí về đãi nhục. Nhặt luôn, nhặt về, nhặt luôn. Ừ. Ui rồi ôi, kiếm cái thùng sơn này các bạn nhá. Ui một anh, lực phát, kia chắc đã được món. Đỡ rác thôi, còn gọn nó đổ phát nhiều quá, nhiều ổn làm rác. Rác cái này thì về tôi đãi mấy phun rồi. Ừ, đấy được bát con cút được làm quẩy cứt đấy. Vừa nhắn tin cho tâm của con lão ấy không đấy, Hạnh nhìn thấy lại kêu kêu ngoác ngoác. Chiều này mà có gì không? Có cái con khỉ. Ôi à. Phúc còn lên đây bàn cái. Bàn gì? Bàn nó cuốn. Đột à. À chưa? Bạn ở chưa? Lặng lắm. Đó. Lặng lắm. Từ từ. Được rồi. Đó. Mày say sao? Sao đất đất cái dây ấy rồi đấy. Cái dây điện đấy nè. Đấy gì? Nó bật thôi. Tao thấy ông Tuân đi xem bóng đá mà. Bật nát. Ốc gì? Ốc là đãi hết. Cái chỗ này vừa nó riu nó vào cỏ kìa, có ốc. Giếc quá rồi. Giếc còn giếc to thế em. Giấc giấc nắm cỏ, nắm cỏ thế đồ gì vậy mà nó chả vào rõ đéo à, vào gót có hay đéo. Đây các bạn này. Ôi, nắm tôm đấy. Nhìn. Đây, nhặt đi. Bây giờ cái đặt trước nó giờ to chứ. To nào, tôm này nó có to thế nào được. Thì cái này nắm ốc thế. Ốc. Đây, chỗ này to lăng to hơn. Đây, ở ngoài chỗ này to hơn, trên kia to hơn tí. Đấy, các bạn. Nửa tôm nửa ốc. Yeah. Đấy dưới nhiều mà. Nhiều hơn vừa lấy. Ừ. Đấy, này đã được bữa một nhà rồi. Đúng không? Yeah. Ngọt bằng chuối. Đi lên tầng lộn đi. Đi vào đi. Ừ đi mà. Ui giời, nhiều cái này. Quá trời tôm nhỏ các bạn. Môn này phải kiên trì. Hả? Được. Quá trời tôm. Có hơn một tuần mà không đi cái.
được hết. Úi giời. Vào đây nó mốc lắm. Từ từ nhá. Cái gầy co nó giật đấy. Đúng không? Rồi ốc nhỏ. Nó nắng ở dưới. Ốc chỉ dưới. Cái tôm mới chìm dưới đấy, hả? Ừ. Đây các bạn nhìn được đám cỏ nó ra ra. Này không mạnh mở chỗ rộng. Ừ, rộng nó à, nó rút được. Đã thấy lặng vật rồi. Nặng lắm. Từ nhá đưa. Để soi bác. Được. Rồi. Con này tôm sạch mà. Đây. Đi rộng hết. Đấy. Đấy. Con này tôm sạch. Thì toàn con mà mẹ gì nữa rồi. Con bay bay đấy. Rộng hơn luôn, rộng hơn đợt đầu. Con này nhìn ngon thế. Ừ. Các bạn nhìn này. Đấy. To hơn lúc đầu. Đầu bé. Ấm rồi các bạn. Sắp đầy xô. Sắp đầy xô. Thùng. Toàn tàu bay. Tôm hùm đất. Quay ra vào chỗ quất, vào chỗ quất rồi ra ra các bạn. Yeah. Đấy vợt công vợt rồi lên quất này. Đấy, đấy không tắt, ta cầm cò luôn này. Nhanh vợt đâu cầm cò, cầm dốc hẳn, cầm cán đấy. Đây này, trên đầu chỗ cán vật đầy đây. Đấy, sau lũ hẳn xuống. Kiếm đêm các bạn ạ, đói xịt lô xịt đề. Nhục lắm. Nhiều vấn đề. Xịt lô xịt đề các bạn ạ. Ui giời ơi. Nước ở đây ngoài nó đang vào.
ngoài chả có con mẹ đâu. Đâu có. Đấy các bạn thấy chưa? Lao sao dí rách, dí dủ. Úi giời ơi, quá nhiều. Cái gì này? Cái chịu rồi. Lặng đi. Lặng gãy quá. Ai da. Chưa. Tôi coi chắc không có đâu, không sợ. Rũ nhưng mà rũ thẳng đứng đây. Có. Có kì. Kéo đất lên đây đây. Mỗi lần bắt con các bạn. Cân rồi đấy. Kiếm một cân được các bạn. Ủa cỏ đẹp quá. Úi xa. Úi còn rắn đấy. Rắn lên lượn. Lượn. Đang lượn nó trên vòng vạn. Ừ. Đẩy rũ cái tôn bẩn. Để hớt chỗ này, đằng này nó sạch cỏ. Ôi, bỏ hơi tai các bạn. Ở trên mép đầy. Đấy, lửa thùng luôn. Tí còn đoạn trên kia nữa mà. Thùng trên mà. Đấy, rạch đường đấy. Vừa đi rồi đấy. Đâu? À, bên kia. Ừ. Rồi. Lao vào cái đống cỏ này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôm rào rào. Ngày kiếm tiền triệu ấy các bạn ạ. Này, này bán được chục cân dưa. Dưa. Mua két bia hết sạch. Năm nghìn cân. Đám quyết mà mua ở nhà ai, nhà phú chất nên mà mua. Không mua lại nên mà mua. Mà phú làm gì có. Mẹ. Năm nghìn tiền xăng hết mẹ này, các bà ngồi nhà các bà chỉ. Trơn này nó mà giống kia. Trơn á? Thôi. Ở đâu? Nhân liên mạnh. Thấy vào nhà tao không? Ừ, mày hô nhà. Ừ. Không biết gọi. Đây là. Quán này mới sạch nhỉ. Chưa. Nó cần 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 cấn mày quá các bạn ạ. Bỏ hơi đít. Ông ơi, vấn đề con dưa.
Có, con này có. Con này chỗ này nó không có cỏ. Mùa này ốc quan nhiều. Ừ. Nhé. Yeah. Chỗ này rộng rộng lắm, rộng rực đi. Được rồi. Đây. Yeah. Tôm lổ lổ hết lên. Về loại. Mỗi hôm nó vào ruộng, mỗi hôm nó nước nó cao nó vào ruộng. Nếu ở đây. Giờ nước thấp nó lại ra. Nắm cỏ các bạn, nắm đây quá, vướng quá các bạn. Ôi, con kiểu nó lao lên. Chỗ này vắng rồi. Đúng rồi. Đây là thuyền tình yêu. Ừ. Thuyền chọi của cô Thu ngày xưa. À, từ từ tháo ra. Úi trời, tháo nghỉ đi ạ, nóng lắm. Từ từ. Đây các bạn. Phải view lốt chỗ. Thiếu. View lốt chỗ này xong là mình tắt máy đấy các bạn. Cá một lắng á. Ốc nó mốc quá. Con này nhiều ốc. Con này giúp được đống cỏ. Ừ. Đặt mấy con ốc vào vất vậy à? Đã. Và cho vịt ăn. Đeo vô thật vườn, thôi ung vịt này ra nó đéo ăn bao giờ, đâm nó đéo ăn. Thôi đã. Trong một con, đấy. Ốc. Đấy, rộng chưa? Một cái mớ này mới ngon. Ừ. Còn tôm rộng các bạn. Về phần cuối rồi. Rồi, tí về đãi cho các bạn xem nhé. Về đây, đấy, quấy một thùng. Hay xạ, ở dưới này nhiều tôm hơn. Đấy. Chưa, tôi toàn lấy rồi. Giờ đãi cho các bạn xem nhé. Ok. Đâu được, ngược cao. À đây được rồi. Đây các bạn nhá. Nhìn khổ quá đây. Rổ tôm. Còn càng đây thôi. Vẫn còn nằm ốc lắm. Nhìn các bạn này. Đấy, tôm càng này. Nhìn ngon chưa. Này chắc độ tầm 3 cân. Cân các bạn, đây, xem mà ngon, nhìn, mà ngươm, nhưng mỗi tội nó hơi bẩn nó chí. Rồi kết thúc cái video đấy nhá, tôm càng này, đây. Các bạn nhá, đây vừa bán được một nửa rồi nhá, còn một nửa nữa đây, lồng tép nữa, nhặt đấy, còn tép ngon luôn. Đây các bạn nhìn này, tôm này, còn tôm ngon. Đấy nó cũng đi cả buổi tối đấy. Ai mà thích cái video này nhớ like, subscribe cho mình nhé. Đây là con tàu bay đấy các bạn nhé, con tàu bay. Đây là con tàu bay. Ok.